Xin chào anh em nhé. Ngày hôm qua thì bên em có về cái mẫu pin S550 Smart, mẫu mới của năm 2024. Có rất nhiều bác quan tâm mà bảo em quay video cho các bác xem. Đấy thì nó chỉ là cải tiến về cái mẫu mã bên ngoài này, mẫu mã bên ngoài. Cái móc treo thì đã được thiết kế liền với lại đèn luôn để thuận tiện cho anh em sử dụng. Tháo ra tháo vào rất là dễ, khi không dùng đến thì mình gập vào, còn khi dùng thì mình lôi ra. Nói chung là móc treo thì nó y xì như cái dòng S550 thường rồi các bác nhé. Đấy, và đây kích thước của hai con cái dòng Smart này, nó rẻ hơn 1.500.000 đồng. Đấy, nó nhỏ gọn hơn một chút. Thấu kính thì nó sẽ có ít hơn cái bên này một chiếc, bên này là có hai cái thấu kính bảo bông, thì bông nó sẽ to hơn các bác nhé. Bên này thì nó sẽ có một cái thấu kính bảo bông, nó như là dòng nâng cấp của Beam 230 ngày xưa, sáng đẹp hơn 230, gọn nhẹ hơn 230. Đấy, và thấu kính đèn bi em bán thì 100% là thấu kính quang học các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm sử dụng nhiều năm thì các bác chỉ cần vệ sinh là nó lại sáng bóng như bình thường. Đấy, về thiết kế thì hai con này bây giờ nó đang giống hệt nhau rồi. Đấy, chỉ là cái con 10.500.000 thì nó sẽ nhỏ gọn một chút. Đấy, và đây là cái viền led của nó các bác nhé, đây là viền led của nó, hiệu ứng rất đẹp. Đây là sân nhiều đồ quá là không có chỗ nào để quay cho các bác xem nó đẹp đẹp tí. Thế là tối em sẽ làm cái video đằng sau. Đấy, rất sáng các bạn. Tất cả những cái dòng đèn pin bên em bán ra thì các bác đều có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, lắp nhà hàng tiệc cưới, đi show đám cưới sự kiện đều ok hết các bác nhé. Tại vì cái mẫu mã thiết kế em làm nhỏ gọn lại thôi, nhưng mà cái công suất bên trong thì nó vẫn y như những cái dòng to các bác nhé. Công suất bóng là 295W, là sử dụng bóng công suất to nhất của những cái dòng bóng xoay nhỏ rồi. Đấy, chạy rất là êm ái các bạn. Đấy, và cái mẫu này em bán ra thị trường năm trước rất là nhiều, rất ổn định. Bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967851866. 10.500.000 đồng một cặp, các bác sẽ được bảo hành 1 năm. Linh kiện thì em hỗ trợ chọn đời sản phẩm, tặng thùng đựng. Thùng đựng này là thùng Vân Tổ Ong rất là chắc chắn các bác nhé. Đấy, từ cái bánh em cũng làm bánh xịn này, bánh bằng cao su này, các bác run đi rất là êm. Đấy, cái móc treo của nó rất là dày dặn, móc treo lại rất là dày dặn luôn. Em làm móc treo loại to như kiểu của những cái con bem to các bác nhé. Đấy, và được gắn liền luôn với đế, gắn liền luôn với đế của đèn pin này, rất là thuận tiện các bác nhé. Không bao giờ các bác có thể đi đâu mà các bác quên được móc treo của dòng này cả, tại vì nó gắn sẵn rồi, lúc treo thì các bác mở ra là xong. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.